Xin chào, xin hỏi là ba mẹ của Trương Sấm phải không? Cô là cháu là Kha Nhất Miêu, là bạn của Trương Sấm, đồng nghiệp của Chu Lệ Hồng. Thằng Trương Sấm này cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bác sĩ nói Lệ Lệ khó sinh, nếu như Lệ Lệ có mệnh hệ gì thì hai người già chúng tôi phải làm sao chứ? Trương Sấm anh ấy đang đi công tác ở An Bình. Nhưng anh ấy bị tai nạn xe, bây giờ đang bị thương nằm ở bệnh viện. Tai nạn xe bị thương. Ông nó ơi, ông mau đi tới An Bình xem Tiểu Sấm được. Bác trai bác gái anh ấy không sao. Anh ấy nói cháu nói lại với hai bác chăm sóc tốt cho Lệ Hồng. Anh ấy không sao, có người chăm sóc rồi. Không sao. Ông nói xem đứa nhỏ này, sao lái xe không cẩn thận như vậy chứ, đang lúc cấp bách. Xin lỗi, cháu nghe điện thoại. Được. Thật là... Alo, Trương Sấm anh ấy bị hãm hại, bị bắt tạm giam rồi. Bây giờ chắc phải bị giam mấy ngày. Bây giờ em đang ở bệnh viện, Lệ Hồng khó sinh. Đêm nay sẽ không về nữa. Sáng mai anh đưa Tiểu Ngư Nhi đi ra ngoài ăn sáng, sau đó đưa con đi học. Được, bye bye. Vừa rồi cháu nói cái gì? Trương Sấm bị tạm giam. Không có, bác nghe nhầm rồi. Vừa rồi tôi nghe rất rõ ràng. Cô Kha, tôi là ba của Trương Sấm, có quyền được biết rốt cuộc nó đã xảy ra chuyện gì rồi. Bác trai bác đừng nóng vội. Sinh rồi. Sinh rồi. Hai người là người nhà của bệnh nhân, đúng tôi là bà nội của cháu. Chúc mừng con dâu của bà sinh thường một bé trai nặng 3,5 kg. Thật sao, không phải con bé khó sinh sao? Con đồ của cô rất kiên cường, cô ấy nhất quyết không sinh mổ. Mau để tôi bế nào, mẹ con đều bình an. Được, tốt quá, tôi làm bà nội rồi. Lệ Hồng, chúc mừng cô nhé. Kha Nhất Miêu, sao cô lại đến đây? Trương Sấm đâu? Lệ Hồng, bây giờ cô sao rồi? Có phải đã đỡ nhiều rồi không? Sao cô vẫn chưa đi vậy? Lệ Lệ, con ăn nói kiểu gì vậy? Cô Kha vừa rồi luôn bận rộn trước sau. Con xem phòng bệnh này cũng là cô ấy sắp xếp. Tốt thế còn gì? Mẹ không biết tình hình thì đừng có nói linh tinh. Được, nếu như chú và dì đều ở đây thì cháu yên tâm rồi. Cháu đi trước nhé. Chờ chút, tôi hỏi cô đó, Trương Sấm đâu? Tôi ở đây vất vả sinh con, sắp mất đi nửa cái mạng mà chồng tôi lại không thấy đâu. Đổi lại là cô bận rộn ở đây, chuyện gì vậy chứ? Vậy tôi về trước nhé. Cô đứng lại. Kha Nhất Miêu, có hãy thành thực trả lời tôi, chồng tôi đi đâu rồi? Không khóc nhé. Lệ Lệ, con không thể nói nhỏ một chút sao? Con xem dọa đến thằng nhỏ rồi. Hơn nữa bây giờ con không được tức giận. Mẹ lúc này rồi, mẹ vẫn còn giáo huấn con. Các người đều ức hiếp bà đẻ này. Còn chỉ muốn biết Trương Sấm đã đi đâu rồi. Cô nói mau đi. Được rồi, đừng làm khó cô Kha nữa. Trương Sấm ở Nam Bình bị tai nạn xe, đang nằm viện ở bên đó. Cái gì Lệ Hồng? Cũng không nghiêm trọng lắm đâu. Thật sự không sao, cô yên tâm đi. Cô lừa quỷ à, anh ấy không nghiêm trọng. Tôi ở đây sinh con, anh ấy có thể không tới sao? Cô đi đi, sau này chuyện của gia đình tôi không cần cô quan tâm. Lệ Lệ con, được, tôi đi trước nhé. Kha Nhất Miêu, xin lỗi nhé. Đứa nhỏ này càng ngày càng không... Lệ Lệ, có phải trước đây con và cô Kha có mâu thuẫn gì phải không? Cô ấy cũng tốt mà. Cô ấy tốt à mẹ? Nếu mẹ thấy cô ta tốt, được. Mẹ đưa con cho con, tìm cô ta làm con dâu mẹ đi. Con xem con nghĩ đi đâu vậy? Được rồi, con vừa mới sinh con xong. Đừng kích động. Tất cả các người đều ức hiếp tôi. Con xem. Xin lỗi.
Bác sĩ thắt ống dẫn tinh. Đúng. 320 tệ được. Được rồi, cảm ơn. Bác sĩ người vừa rồi, tại sao lại làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh? Liên quan gì đến cậu? Tôi là họ hàng của anh ấy còn chưa có con. Tại sao lại làm thắt ông dẫn? Cậu không phải họ hàng của cậu ta. Cậu đi hỏi cậu ấy là được mà. Bác sĩ, anh ấy thật sự là họ hàng của tôi. Anh ấy tên là Kiều Trí Vị. Vợ của anh ấy cũng là họ hàng. Là một người họ hàng rất rất tốt. Vợ anh ấy một lòng muốn sinh con. Cô có thể nói cho tôi biết là bác sĩ nào sẽ làm phẫu thuật cho anh ấy không? Vào đi, là bác sĩ Triệu phải không? Có phải có một người bệnh tên là Kiều Trí Viễn muốn nhờ anh giúp làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh không? Sao thế? Bác sĩ, là như thế này. Tôi là anh trai của Kiều Trí Viễn. Gần đây cậu ấy và vợ cậu ấy, cũng là em dâu tôi, có chút cãi vã. Vì để chọc giận em dâu tôi, trong lúc tức giận đã lén lút chạy đến bệnh viện làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh gì đó. Anh nói xem tôi là anh trai nó. Sao thế, có để cho nó làm như vậy chứ? Chuyện này cũng ly kỳ quá. Đúng thế, chỉ vì chọc giận vợ mà lại thắt ống dẫn của mình. Bác sĩ, anh nói xem, tôi cầu xin anh, nhất định không được làm phẫu thuật này cho bọn họ. Còn chưa có con không phải chứ? Vừa rồi tôi hỏi cậu ấy đã có con chưa. Cậu ấy nói có rồi mà. Cái gì? Nó đang nói dối đó. Rõ ràng chưa có con. Chuyện này, lần này về tôi nhất định phải giáo huấn nó mới được. Anh nói xem, tự mình muốn đoạn tuyệt tuyệt tôn, lại còn hại cả em dâu nữa. Bác sĩ à, em dâu tôi là một người phụ nữ rất tốt, trung hậu hiền lương, thật thà chăm chỉ. Đời này của cô ấy cũng không có yêu cầu gì, chỉ muốn có một đứa con. Nhưng em trai tôi, nếu thật sự như vậy thì đúng là quá đáng rồi. Cậu là anh trai cậu ấy hay là cậu đi khuyên cậu ấy? Không có tác dụng đâu, em trai tôi rất sĩ diện. Nếu như tôi mà đi khuyên nó thì nó sẽ làm căng với tôi. Vậy cậu muốn phải làm sao? Bác sĩ, tôi cầu xin anh, anh hãy hủy bỏ cuộc phẫu thuật này đi. Tôi không làm cho cậu ấy thì cậu ấy không thể đi tìm người khác làm. Vậy khi nào anh giúp cậu ấy làm? Vốn dĩ nói ngày mai có thể làm. Cậu ấy nói mấy hôm nay bận, hẹn sang tuần sau. Xin chờ một chút, tôi xem sổ ghi chép. 9 giờ sáng thứ 6 tuần sau. Thứ 6 tuần sau còn mấy ngày nữa. Bác sĩ, cảm ơn anh. Còn mấy ngày nữa, anh em nhà quay về khuyên bảo cậu ấy. Nhất định, nhất định. Đúng rồi bác sĩ, anh nhất định đừng nói với cậu ấy. Tôi có nói chuyện việc này với anh. Da mặt của cậu ấy mỏng lắm. Tôi hiểu, sẽ không nói đâu. Thông thường tôi không nên tiết lộ thông tin cá nhân của bệnh nhân cho cậu. Tôi có tiết lộ không? Không có, không có. Không có gì hết. Vốn dĩ tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về bệnh nhân. Chuyện khác tôi không biết gì cả. Bác sĩ, vậy cảm ơn anh nhé. Người tốt sẽ được báo đáp. Người tốt sẽ được báo đáp, không cần khách sáo được. Lão Ngư, từ sau khi cậu ở bệnh viện về, cậu luôn mặt nhăn mày nhó. Sao thế? Không phải tuyến tiền liệt có vấn đề đấy chứ? Đúng là tuyến tiền liệt có chút vấn đề nhỏ, nhưng không phải vì chuyện này. Vậy thì cậu phải nhanh chóng đi khám bác sĩ. Tôi còn đang chờ ôm cháu ngoại đấy. Được rồi, cậu đừng cười trên nỗi đau của người khác nữa. Cậu cũng có tuyến tiền liệt, sớm muộn cũng sẽ tới lượt cậu. Đúng rồi A Đạt, tôi muốn thỉnh giáo cậu một việc. Tuy rằng bây giờ tôi là lãnh đạo, nhưng dùng hai chữ thỉnh giáo có chút nghiêm túc quá rồi. Tôi thật lòng thỉnh giáo. Có một đôi vợ chồng kết hôn rất nhiều năm, tình cảm cũng rất tốt. Người vợ một lòng muốn có con, nhưng người chồng sống chết cũng không muốn. Dừng lại, không được, mình phải nói với cậu thêm mấy câu. Lão Ngư dừng lại, tuy bọn họ chưa có con dừng lại, nhưng lại không thể xa nhau. Người chồng vì không muốn có con đã dùng tất cả mọi chiêu thức, anh ta còn muốn dùng tất cả mọi cách thức. Đồng chí Ngô Khởi Minh, bây giờ cậu đã là người có gia đình rồi, xin cậu đừng có mê muội đi nhớ nhung đến vợ của người khác nữa. Có nhớ đến mức nào thì cũng là vợ của người ta rồi cậu. Bẩn chết được. Chuyện gì với chuyện gì vậy chứ? Nói với em một chuyện, thứ 6 tuần sau anh đi công tác. Sao đột nhiên lại đi công tác vậy? Đi đâu thế? Không xa, ở ngay đây thôi.
Ở ngay đây là ở đâu? Nơi nào gọi là ngay đây thôi? Đồng nghiệp của anh nói địa chỉ cụ thể cho anh mà anh quên rồi. Hình như là ở cạnh Nam Kinh. Họp hai ngày là về rồi. Họp hai ngày còn tạm được. Khi nào thì đi? Thứ sáu họp, thứ năm đến báo danh. Sư phụ, gọi điện thoại có được không? Sao em cứ thấy anh lạ lạ sao nhỉ? Anh lạ ở chỗ nào không có? Vẫn ổn mà. Em mau nghe điện thoại đi. Số máy lạ thôi. Số máy lạ không được tùy tiện nghe. Nhỡ là quảng cáo bán hàng lừa đảo gì đó thì sao? Nhỡ là điện thoại của công ty em gọi. Điện thoại của công ty cũng không được nghe. Bởi vì hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật em phải nghỉ ngơi. Em tự do mà. Em có biết em đây gọi là máy phẩm không tốt? Người gọi điện thoại sợ nhất gặp phải người như em, mau nghe đi. Anh rất kỳ lạ đó. Em có nghe điện thoại hay? Anh căng thẳng như thế làm gì? Anh có căng thẳng đâu. Anh chỉ đang cảm thấy nhạc chuông điện thoại của em, anh nghe tai khó chịu lắm. Em nghe hay không tùy em. Anh tránh ra xa. Alo, xin chào. Cẩn thận chồng của cô. Đừng để anh ta đi tới bệnh viện. Anh là ai? Cẩn thận chồng của cô, đừng để anh ta đi tới bệnh viện. Bị điên à? Biến thái. Nhất định phải cẩn thận chồng. Tôi nói là thật, cô hãy tin. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn dám gọi điện thoại sẽ lập tức báo công an. Điện thoại của ai vậy? Không sao chứ? Không sao, là một tên biến thái thôi. Biến thái là nam hay nữ? Nói gì vậy? Hắn ta đè giọng, nên em cũng không nghe ra được là nam hay nữ. Đừng lo lắng nữa, chỉ là một cuộc điện thoại làm phiền. Em nói nếu hắn ta còn dám gọi sẽ lập tức báo cảnh sát. Nếu như hắn ta không gọi nữa thì hời cho hắn ta rồi. Sếp Vương, tôi đang đặt hàng được. Chờ chút sẽ gửi cho anh được được. Chuyện này cứ làm theo như tôi nói. Lát nữa khi gửi chuyện thì lập tức nói cho tôi biết. Cô đi làm đi được. Tiêu Hiểu Miêu, sao cậu lại đến đây? Đã có văn phòng riêng rồi sao? Thật là giỏi. Nếu như cậu chưa từ bỏ trận địa của mình thì nói không chừng văn phòng của cậu còn lớn hơn của mình. Đương nhiên cậu cũng đã có được thứ cậu muốn. Vậy nên bây giờ mình ngưỡng mộ cậu còn hơn là cậu ngưỡng mộ mình. Cảm ơn sự an ủi của cậu. Làm gì vậy chứ? Không có việc sẽ không tới điện Tam Bảo. Cậu đến không phải vì muốn nhận sự an ủi đó chứ? Có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ. Cậu nhờ mình giúp đỡ? Đột nhiên cậu nói như vậy mình có chút không quen. Nói đi, chuyện gì mình cũng đều đồng ý. Có thật không? Vậy cậu đừng hối hận đấy. Chu Lệ Hồng sinh con rồi. Chúng ta tới bệnh viện thăm đi. Cô ấy sinh con sao cậu lại biết? Có chuyện gì giấu mình? Nói. Nói thật cho cậu biết. Khi Chu Lệ Hồng sinh con, Trương Sấm bị bắt vì nghi ngờ tàng trữ trái phép cần sa. Là mình tới bệnh viện chăm sóc cho cô ấy. Nhìn xem đáng yêu quá, đáng yêu quá. Bác gái Lệ Hồng Tiểu Kha đến đó à? Sao hai người lại đến đây? Lần trước tôi đến cũng không mang quà gì cả. Lần này, chúng tôi chính thức tới thăm cô. Cậu nhìn này, đáng yêu quá, mập mạp quá. Đúng rồi bác gái, cháu giới thiệu với đây là Tiêu Hiểu, là đồng nghiệp của cháu và Lệ Hồng. Chào bác gái, chúc mừng bác nhé. Có cháu trai chắc vui lắm nhỉ.
Con trai con gái đều giống nhau, đều rất vui. Mẹ xem mẹ nói gì kìa. Sao cháu trai và cháu gái lại giống nhau đúng không Kha Nhất Miêu? Chu Lệ Hồng, đây là quà mà tôi và Kha Nhất Miêu đặc biệt tặng cho đứa nhỏ. Sao hai người phải khách sáo như vậy chứ? Chút tâm ý nhỏ vậy thì tôi thay Đại Đậu nhận nhé. Đại Đậu đúng thế, tên ở nhà của đứa nhỏ. Tôi vừa mới đặt cho nó. Đáng yêu chứ? Rất đáng yêu. Còn cô ấy là Đại Đậu, con của cậu là Tiểu Ngư Nhi. Giống như nông trại vui vẻ vậy. Tôi thấy miếng ngọc này cũng khá tốt. Tôi đoán ít nhất cũng phải 5.000 tệ nhỉ. À tôi, chúng tôi còn có việc. Chúng tôi đi trước, cô nghỉ ngơi đi nhé. Kha Nhất Miêu, cô vội gì vậy? Cô về có Tiểu Ngư Nhi để ôm. Cô bảo Tiêu Hiểu phải làm gì để đỡ thèm chứ? Chu Lệ Hồng, được rồi, được rồi. Chúng tôi đi trước nhé, bác gái. Được, chúng cháu đi nhé. Từ đi đi thôi, tạm biệt, tạm biệt. Trường Sấm Anh ra rồi. Nhất Miêu, sao cô lại đến đây? Tôi nhận được điện thoại thông báo từ phía cảnh sát. Cảm ơn cô nhé Nhất Miêu. Không cần cảm ơn, thật ra tôi cũng không giúp được gì cho anh. Nhưng mà chuyện của anh, khi tôi gọi điện thoại cho Lỗ Đạt, đã bị ba của anh nghe thấy. Vậy mẹ tôi và chú bọn họ có biết chuyện này không? Ba anh nói sẽ giữ kín chuyện này. Đúng rồi Trương Sấm, tôi có một tin tốt muốn nói với anh. Anh có con trai rồi, tên là Đại Đậu, là Chu Lệ Hồng đặt tên. Con trai của tôi. Tiểu Sấm, con về rồi à? Sức khỏe của con không sao chứ? Không sao rồi, vậy thì con qua đây nhìn con trai con đi. Con nhìn xem, con trai giống với con lắm. Mau chóng qua đây ôm đi, nhanh lên. Cẩn thận chút. Ba ba về rồi đây. Con cũng không quay về sớm một mau ôm con lên trên lầu đi. Lệ Lệ cũng đang ở trên lầu. Con bé là đại công thần của nhà chúng ta đấy. Sau này phải đối xử tốt với con bé. Mau đi đi. Vì để thể hiện thành ý, tôi đem cái này qua đây rồi. Đây là cái gì? Giống với lần trước, nhưng mà đây là tấm cuối cùng. Anh tưởng rằng Chu Lệ Hồng là loại đàn bà tốt, cô ta chẳng qua chỉ là con đàn bà dâm đảng, con đĩ. Về rồi à? Chắc phải thay điểm cho Đại Đậu rồi. Nào đưa cho em đi. Không cần, tôi giúp con thay cũng được. Anh làm gì vậy? Không có gì. Không phải sợ làm phiền cô nghỉ ngơi sao? Anh không có lời nào muốn nói với em sao? Nói gì chứ? Không phải tôi bình yên quan trở về. Vậy còn em? Cô, không phải cô cũng vẫn khỏe mạnh sao? Trường Sống, sao con người của anh lại như vậy chứ? Khi tôi ở bệnh viện lúc khó sinh Đại Đậu, anh chạy đi, bây giờ vừa quay về liền đối xử lạnh nhạt với em. Rốt cuộc em đã làm sai chuyện gì mà anh lại đối xử với em như vậy? Cô không sai, thật sự cô không sai, là tôi sai. Anh hãy nói rõ ra cho em. Nói gì chứ? Không có chuyện mà gây chuyện thì không có ý nghĩa gì đâu. Cô giúp tôi sinh con, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không để cho cô thiệt thòi đâu. Không có chuyện tìm chuyện. Trường Sấm, anh rút cuộc có lương tâm hay không? Em vì xin Đại Đậu mà suýt chút nữa mất đi nửa cái mạng. Anh còn để cho Kha Nhất Miêu chạy đến đã kích em. Anh hy vọng một lớn một bé chúng chết ở trong bệnh viện anh mới quan tâm sao? Không phải tôi xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện, anh xảy ra chuyện gì chứ? Tôi thấy chắc là anh cùng với Kha Nhất Miêu giao tự tại vui vẻ ở bên ngoài. Tôi phát hiện ra con người của cô thật là vô lý. Tôi vô lý, Trường Sấm. Anh bớt giở trò này với tôi. Ở trên đời này, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Tai nạn xe. Để tôi xem anh bị thương ở đâu nào. Đừng có ép tôi. Chột dạ rồi chứ gì.
Tôi chột dạ gì chứ? Được, cô muốn biết tôi rút cuộc đã đi đâu đúng không? Vậy tôi nói cho cô biết, tôi bị tình nhân cũ của cô Châu Ái Dân hãm hại. Hắn ta tống tiền tôi. Tôi bị tạm giam ở trong trại giam suốt 7 ngày. Tôi đã được trải nghiệm cuộc. Bây giờ cô đã hài lòng chưa? Anh nói gì? Còn chưa hiểu sao? Tôi nói, tôi bị tình nhân cũ của cô Châu Ái Dân tống tiền. Cô nói xem tôi có thể đồng ý với hắn ta không? Những chuyện còn lại cô tự mình nghĩ cho kỹ đi. Trương Sấm, Trương Sấm, Trương Sấm. Sao thế? Vừa mới về đã lại cãi nhau rồi. Tiểu Sấm sao lại cãi nhau rồi? Tiểu Sấm, con bảo mẹ phải nói con thế nào đây? Con vừa mới quay về liền cãi nhau. Có chuyện gì mẹ đi hỏi con dâu của mẹ. Lệ Lệ, con bé làm sao? Được rồi, chuyện của con mẹ bớt lo lắng. Con đi đây. Con đứng lại cho ba. Ba không biết con ở bên ngoài phải chịu ấm ức lớn như thế nào. Bây giờ con đã là người làm cha rồi. Sau hơi một chút con đã đòi bỏ nhà ra đi. Khi nào con mới có thể trưởng thành được đây? Ba nói cho con biết, Lệ Lệ đã sinh con cho Trương gia nhà chúng ta, đó là đại công thần. Con hãy sửa lại thái độ của con cho ba. Đại độ ngoan. Không phải anh đi đón mẹ sao? Người đâu? Sắp đến rồi. Sao cửa lại đóng lại vậy? Mẹ vẫn còn có khách khác nữa. Có khách thì đến thôi. Mau đi mời họ vào trong đây. Được, Đạt Tử mau mở cửa ra. Sao lại khóa mẹ ở bên ngoài vậy mẹ? Mẹ đừng hoảng, mẹ nghe con nói. Cháu muốn và cháu muốn mau. Mợ của cháu chứ không phải cậu. Cô ấy lợi hại lắm đấy. Cháu xem cháu kìa. Mẹ không quản nổi nó rồi. Mệt chết mẹ rồi, cháu nghe lời đi. Cháu không sợ mợ đâu. Con xem, cháu cứ thử xem đi. Mợ sẽ ném cháu ra ngoài. Mợ ấy dám ném cháu sao? Cháu sẽ ném mợ ấy ra, nghe đi. Dũng Dũng, cháu còn dám nói bậy không chờ đến mợ, cậu sẽ đích thân ném cháu ra ngoài. Đúng, nghịch ngợm quá. Mẹ mệt chết đi được. Xin lỗi nhé Miu Miu, đứa nhỏ này nghịch quá. Không phải con biết lối quản người sao? Con hãy quản quản nó đi. Cháu lại đây cho bà. Xem cháu kìa. Cháu qua đây. Lỗ Đạt, chuyện này Dũng Dũng em cũng biết. Là con trai của chị gái anh. Từ nhỏ anh và chị gái anh cùng lớn lên. Lúc đó gia đình nghèo, có gì ngon chị ấy đều nhường cho anh. Sao anh không nói trước một tiếng vậy? Một chút chuẩn bị tâm lý cũng không. Không giấu gì em, chuyện này mẹ cũng không nhắc với anh. Khi ở bến tàu anh cũng bị giật mình. Nhưng nó đến cũng đã đến rồi, anh có thể làm sao chứ? Anh cũng không thể đuổi nó về được. Được rồi, nếu đã đến rồi thì em cũng phải hỏi rõ. Bọn họ sẽ ở bao nhiêu lâu? Cả một nhà người cũng phải sắp xếp chút chứ. Nói đi, không dám nói. Tại sao không dám nói? Sợ em nổi giận với anh. Anh không nói thì em sẽ không nổi giận sao? Trên đường anh hỏi mẹ anh rồi. Nghe ý của mẹ hình như sẽ ở dài ngày. Ở dài ngày bao lâu? Một tháng, hai tháng. Mẹ nói vừa vừa đúng lúc Dũng Dũng cũng đến tuổi đi học. Điều kiện chỗ chúng ta hỏi anh có thể để Dũng ở chỗ chúng ta đi học hay không? Không được, nhất quyết không được. Anh không đồng ý chứ? Bác sĩ Triệu, tôi lại đến rồi đây. Chỗ nào không khỏe? Tôi không đến để khám bệnh, tôi đến giúp em trai tôi hủy bỏ hẹn làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Kiều Trí Viễn, là cậu à? Đã làm xong công tác tư tưởng với em trai không cần làm nữa. Bây giờ hai vợ chồng làm lành rồi. Làm lành rồi thì không cần làm phẫu thuật nữa. Mặt mũi của em trai tôi mỏng, nó ngại. Vậy nên muốn tôi đến để thay nó hủy bỏ lịch hẹn, thuận tiện đến cảm ơn anh. Được, vậy thì tôi sẽ hủy lịch cho cậu ấy. Được rồi. Vậy nên anh đã đồng ý với mẹ để Dũng Dũng ở đây đi học. Cũng không đồng ý. Đồng ý chính là đồng ý, không đồng ý chính là không đồng ý. Anh không đồng ý cũng không nói là không đồng ý. Anh không tiếp lời mẹ, anh đã đổi sang chủ đề khác nói chuyện. Vậy sau này anh dự tính sẽ làm sao? Em muốn anh từ chối mẹ anh. Anh cảm thấy độ khó có chút cao. Vậy nên kẻ ác thì để em làm. Không phải em có ý gì vậy chứ? Em cứ ép anh đến mức này sao? Lùi 100 bước mà nói, Dũng Dũng ở chỗ chúng ta đi học thì nó sao? Cũng đâu phải, nó là con trai của chị anh. Mẹ ăn đi. Mẹ Miêu Ngư, cô chắc là người mẹ hạnh phúc nhất trong số những bạn nhỏ ở đây. Những hoa quả này
Có một số bạn nhỏ đã ăn rồi, hoặc một số bạn không ăn còn Tiểu Ngư Nhi. Rõ ràng rất thích ăn hoa quả, nhưng lại cứ muốn cùng ăn với cô. Nếu như sau này tôi giống như con bé thì tôi hạnh phúc lắm. Mẹ ơi, có ngọt không? Rất ngọt. Chỉ cần mẹ nhìn thấy bảo bối thì trong lòng mẹ đều rất ngọt ngào. Nào ôm một cái. Đi thôi, nói tạm biệt cô giáo đi. Tạm biệt cô giáo. Tạm biệt Tiểu Ngư Nhi. Đi nhé. Mẹ ơi, sao lại đi chậm vậy? Mẹ không muốn đi nhanh. Tại sao? Vì mẹ muốn ở cùng với Tiểu Ngư Nhi nhiều một chút. Tại sao? Bởi vì mẹ yêu Tiểu Ngư Nhi. Mẹ con cũng yêu mẹ. Tiểu Ngư Nhi ngoan, chờ một lát nhé. Dạ. Nào. Tiểu Ngư Nhi, mẹ nói với con một việc nhé. Có việc gì ạ? Hôm nay có hai vị khách đến nhà chúng ta, con phải ngoãn nghe lời có biết không? Dạ. Không cần biết con có thích anh ấy hay không thì con cũng phải nhớ lời của mẹ. Được, con ngoan, con sẽ lịch sự. Ngoan quá mẹ à, là khách gì vậy? Là bà nội của con và con có anh họ con nữa. Thế nào gọi là anh họ? Anh họ có nghĩa là họ hàng. Thế nào gọi là họ hàng vậy? Họ hàng chính là người một nhà, đã biết chưa? Đi thôi. Dạ. Dũng Dũng, cháu nhìn cháu kìa, cháu làm gì vậy chứ? Cháu xem cháu làm chỗ này thành ra như vậy. Bảo bối đừng sợ, có mẹ ở đây rồi. Gây chuyện rồi chứ gì. Chờ mợ nó sẽ ném cháu từ ban công ra ngoài. Thằng ranh. Bảo bối, con đừng sợ, đây là bà nội của con. Chính là mẹ của ba con, mau gọi bà nội đi. Chào bà nội, cháu là Tiểu Ngư Nhi. Cậu ơi, cháu muốn ngủ ở chiếc giường này. Cháu muốn ngủ ở chiếc giường này. Đây là giường của em, không cho phép người khác ngủ. Anh cứ ngủ đấy. Con ranh thối tha này còn giữ đồ nữa. Bà nội xấu, cháu ghét bà. Ăn nói kiểu gì vậy? Nó là con gái anh đó. Tiểu Ngư Nhi, bà nội là mẹ của ba, không được phép nói lời không lễ phép. Nếu không ba sẽ không thích con nữa. Bảo bối, ba nói đúng. Không được không lễ phép với bà nội. Ở dưới lầu mẹ nói với con như thế nào? Nói là không được phép không lễ phép, phải ngoan. Ngoan. Miu Miu, em thấy thế này được không? Căn phòng lớn này để mẹ và Dũng Dũng ở. Chúng ta và Tiểu Ngư Nhi đi ngủ ở phòng khác được. Cháu thích ngủ ở giường lớn. Anh nói cái gì? Lưng của mẹ không tốt. Chiếc giường này mềm. Giường của con. Lỗ đạt giường của Tiểu Ngư Nhi đã ngủ từ nhỏ đến giờ chưa từng rời xa. Hay là chuyển nó tới phòng khách đi. Chúng ta ngủ ở phòng khách. Mẹ sau này đừng để cho Dũng Dũng ngủ trên giường Tiểu Ngư Nhi nữa. Dũng Dũng xuống đây. Cậu phải chuyển chiếc giường này đi. Đi thôi. Thằng ranh con. Cháu nói cháu con đã lớn như vậy rồi lại còn tranh giường với Tiểu Ngư Nhi. Nào nào, đó là giường của trẻ của con gái. Có mất mặt không? Được rồi, được rồi. Nhảy hỏng giường đó. Mợ của cháu lại trách cháu đó. Đừng nhảy nữa. Đứa nhỏ này, đây là cái gì? Là cái gì vậy chứ? Con khỉ à? Con khỉ cũng không nhảy như cháu đâu. Được rồi, cháu là con khỉ. Cháu là Tôn Ngộ Không, cháu đừng nhảy nữa. Mẹ ơi, con không ngủ được. Vậy con đến bên cạnh mẹ nằm ngủ. Từ từ thôi, từ từ thôi. Nào vào đây. Nằm xuống. Mau ngủ đi nhé. Nhắm mắt lại. Mẹ hát cho con nghe nhé. Từng ngôi sao một thi nhau lấp lánh.
cả một bầu trời đều là những ngôi sao. Ngày mai anh phải đi công tác rồi. Tối ngày mai khi về nhà em sẽ không được nhìn thấy anh nữa. Tối hôm nay anh không nói chuyện với em một lát sao? Có quá khoa trương không vậy? Anh chỉ là đi công tác ngắn ngày, hai ngày sẽ về rồi. Từ sau khi chúng ta kết hôn, chưa từng rời xa nhau ngày nào. Ngủ ở phòng khách không tính nhé, đó là nhà của chúng ta. Em quyến luyến anh thế sao? Chuyện này nói với người người ta còn không tin. Ở trong mắt của người khác, Tiêu Hiểu mặc dù không phải là chủ nghĩa nữ quyền, nhưng nói thế nào thì cũng là một phụ nữ độc lập. Thế thì anh sai rồi. Độc lập không có nghĩa không quyến luyến, quyến luyến không có nghĩa không thể độc lập. Anh có biết điều này bắt nguồn từ đâu không? Bắt nguồn từ đâu? Bắt nguồn từ việc em yêu anh. Em yêu anh nên quyến luyến anh. Ngày nào đó em không còn quyến luyến anh nữa thì có nghĩa em đã không còn yêu anh nữa. Vậy em hãy cứ mãi quyến luyến anh nhé. Tại sao? Anh cũng sẽ quyến luyến sự quyến luyến em dành cho anh. Ngủ đi ngủ đi, bảo bối thân yêu của mẹ. Đôi tay của mẹ nhẹ nhàng đung đưa con. Con trai con mau lớn lên có biết không? Trước đây mẹ từng làm sai. Có lẽ ba ba sẽ không tha thứ cho mẹ. Hy vọng duy nhất của mẹ sau này chỉ có con thôi. Đại Đậu ngủ rồi sao? Vừa mới ngủ. Trương Sấm, chúng ta nói chuyện một lát có được không? Đến thư phòng đi. Ngồi. Trương Sấm, em biết em sai rồi. Anh đánh em mắng em đều được, chỉ cần anh đừng không để ý đến em như vậy có được không? Anh cũng đã làm gì em đâu. Em biết anh sẽ không tha thứ cho em. Mấy ngày hôm nay anh cũng nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mấy ngày trước anh đối với em là có chút quá đáng. Ý của anh là, yên tâm, anh sẽ không ly hôn với em đâu. Thật sao? Anh không lừa em chứ? Được, chỉ cần anh không ly hôn với em thì sau này chuyện gì cũng nghe theo anh. Anh cảm thấy em không nên dễ dàng hứa như vậy. Có một số chuyện em cũng không làm được. Em làm được, em nhất định sẽ làm được. Vì gia đình này, vì Đại Đậu, em nhất định sẽ cố gắng. Trương Sấm, em biết trước đây tính cách của em không tốt, nhưng từ sau khi em ở bên cạnh anh, em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh. Anh tin anh cũng biết. Trước đây em từng làm chuyện gì? Nhưng chuyện này em vẫn phải cho anh thời gian để anh tiêu hóa nó, có được không? Được, được. Chuyện gì em cũng sẽ đều nghe anh. Trương Sấm, vậy em về nghỉ ngơi trước đi. Cảm ơn anh. Vậy anh nói rồi, hãy cho anh chút thời gian để tiêu hóa nó. Được, được. Đã ngủ chưa? Anh biết ở trong lòng em nhất định có rất nhiều suy nghĩ. Chúng ta nói vài câu đi. Bây giờ em không muốn nói gì cả, chỉ muốn ngủ. Dũng, 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 sao cháu lại ngủ ở đây? Cháu thích. Ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đấy. Mau đi vào trong phòng ngủ đi. Cháu tè dầm rồi.
Mẹ. Mẹ không sao, có những đứa trẻ đến tận cấp 2 mới không tè ra giường thế này. Con sẽ đem ga và những như này mang ra ngoài để phơi, sau đó sẽ thay cái sạch vào. Được. Miu Miu đừng bận nữa, mau chóng ngồi xuống ăn đi. Cho dù con không đi làm thì Tiểu Ngư Nhi cũng phải tới trường. Vâng, nhanh lên lắm thế. Em mau lại ăn. Em không sợ muộn, nhưng Tiểu Ngư Nhi sợ muộn đấy. Có đúng không Tiểu Ngư Nhi? Đến muộn thì cô giáo sẽ không vui đâu. Đạt Tử, vợ của con tuyệt vời đấy. Con nói xem thằng ranh Dũng Dũng này, ngày nào cũng tè ra giường, chưa nói đến chuyện ngày nào nó cũng không chê bai, vừa giặt giũ rồi lại đi phơi, rồi lại thay mới, đúng là thật tốt. Vợ à, mẹ đang khen em kìa. Mẹ à, đều là việc con nên làm. Con xem con nói kìa, việc nên làm thì nhiều lắm. Có bao nhiêu người vợ có thể làm được như vậy? Có phải không chúng ta một là một, hai là hai, đúng không? Nên khen thì vẫn phải khen. Vậy thì con sẽ thay vợ của con bày tỏ. Từ nay về sau, về chừng kiêu ngạo và nóng vội, sẽ không vênh mặt, tiếp tục cố gắng hơn để lên một tầm cao mới. Miu Miu tuy rằng nói như vậy, nhưng thấy con ngày nào cũng vất vả, cũng không lại được với việc ngày nào nó cũng tè ra giường. Hơn nữa nhà chúng ta cũng không có nhiều đồ để thay giặt, có phải không? Mẹ nghe nói hiện nay những đứa trẻ ở thành phố đều dùng, trên TV gọi là cái gì ấy nhỉ, điểm có đúng không? Nếu như con có thể dùng thứ đó cho Dũng Dũng dùng, thì chúng ta cũng không phải vất vả như vậy. Con nói xem có phải không? Đúng vậy, mẹ cũng không biết cái đó có đắt không. Mẹ Dũng Dũng lớn như vậy rồi, không cần dùng đến bỉm nữa, dùng miếng lót là được. Ngày nhỏ Tiểu Ngư Nhi cũng dùng, rất dễ sử dụng. Hơn nữa bỉm thì sẽ đắt hơn. Mẹ à, không có đắt thì nó cũng là bỉm thôi, cũng không đáng mấy tiền. Thế này nhé Miu Miu, hôm nay em đi tới siêu thị mua, sau đó khi Dũng Dũng đi ngủ thì cho thằng bé mặc vào, tiêu chút tiền mà đỡ đi nhiều phiền phức. Được vậy, để em đi mua. Kỳ lạ, lịch hẹn của anh đã bị hủy bỏ rồi. Hủy bỏ rồi, là ai hủy bỏ? Trong ghi chú nói là bản thân anh yêu cầu hủy bỏ. Sao có thể chứ? Sao tôi có thể hủy bỏ cuộc phẫu thuật này được? Khó khăn lắm tôi mới xin được nghỉ phép để đi làm phẫu thuật. Tiền phẫu thuật tôi cũng đã nộp rồi, sao tôi có thể hủy bỏ phẫu thuật được? Chắc chắn các cô nhầm rồi. Hay là anh tự đến hỏi bác sĩ xem sao. Dù sao thì ở đây cũng đã bị hủy bỏ rồi, hôm nay cũng không thể làm được phẫu thuật. Vào đi. Bác sĩ Triệu, không phải hôm nay tôi có lịch hẹn đến làm phẫu thuật. Phía phòng phẫu thuật nói phẫu thuật của tôi đã bị hủy rồi. Không phải cậu là người yêu cầu hủy lịch hẹn phẫu thuật sao? Tôi không biết tôi bị mắc chứng bệnh hay quên, hay là trí nhớ của anh xảy ra vấn đề. Tôi dám đảm bảo tôi chắc chắn không có chứng bệnh hay quên. Rõ ràng là anh trai cậu đã thay mặt cậu đến gặp tôi, yêu cầu tôi hủy bỏ cuộc phẫu thuật này. Anh trai tôi đúng thế. Anh trai cậu còn đặc biệt đến tìm tôi, nói da mặt cậu mỏng không dám tự đến, nhờ cậu ấy thay cậu đến để hủy lịch hẹn phẫu thuật. Nói với tôi cả nửa ngày thì tôi mới đồng ý với cậu ấy. Bác dĩ tôi là con một, làm gì có anh trai quỷ quái nào. Trên trời rơi xuống một người anh. Có người nhầm sao? Hay là có người chơi mình nhỉ? Lão Ngưu, cô y tá à, có một việc làm phiền cô. Tôi có một người họ hàng phải làm phẫu thuật. Tôi muốn hỏi xem anh ấy đã làm phẫu thuật chưa, phẫu thuật có thành công hay không. Anh ấy làm phẫu thuật gì, họ hàng tên là gì? Là phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, tên là Kiều Trí Viễn. Người này à, đã làm chưa, có thành công hay không? Loại tiểu phẫu này thường thì sẽ không thể nào không thành công. Nhưng mà người họ hàng ngày của anh hôm nay không làm phẫu thuật được rồi. Tại sao chứ? Cũng không biết vì sao, lịch hẹn phẫu thuật lần trước bị hủy rồi. Nhưng lão Ngưu làm sao mà biết mình làm phẫu thuật được? Mình cũng đâu có nói với bất kỳ ai. Không thể nào. Nhưng mà cũng có gì to tát đâu. Dù sao cũng đã hẹn lần sau làm rồi, anh ấy lại hẹn lần sau làm.
Lần này kiểm tra sức khỏe có chút vấn đề nên tháng sau mới làm được. Vào đi, bác sĩ tôi lại đến đây. Có phải em trai tôi lại hẹn tháng sau làm có phải không? Rốt cuộc cậu là ai? Họ Kiều đó nói cậu ta là con một, căn bản không có người anh trai là cậu. Cậu làm như vậy là hành vi lừa gạt đấy, anh có biết không? Tại sao cậu lại như vậy? Về rồi à? Còn chưa ngủ à? Chờ em mà. Ngày nào em cũng làm muộn như vậy, sẽ không mệt quá đấy chứ? Vậy chẳng phải đúng với mong ước của anh sao? Tú Tú, trước đây em hiểu nhầm anh rồi. Anh cho em xem thứ này. Tôi không có hứng thú. Hôm nay anh đi khám lại rồi. Bác sĩ nói anh không có vấn đề nữa. Em xem đi. Anh có vấn đề hay không? Không liên quan đến tôi. Sao lại không liên quan chứ? Tú Tú, bây giờ anh đã khỏi rồi. Chúng ta có thể sinh con được. Ai nói sẽ cùng anh sinh con chứ? Không phải em luôn muốn sinh sao? Trước đây do anh không được, bây giờ anh đã có thể rồi. Tú Tú, Tú Tú, anh được rồi, anh thật sự được rồi. Anh không muốn sinh, anh liền giả bộ bị bệnh. Anh muốn tôi sinh là tôi sinh, tôi không phải là cái máy. Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn sinh, tôi không muốn sinh. Anh đã nghe thấy chưa? Không muốn sinh. Tú Tú, Tú Tú.